xương chưa? Rồi, nhiều hơn. Không được cảm thụ bao nhiêu. Tại vì khi mình biết nhiều cái loạn lên thì nó chỉ là thể dục thôi. Nó không biết nhà. Rồi, bây giờ anh thở đi. Thở đi được không? Hay là mình phải thở đến với nhau nhé. Nếu anh cảm thấy tự tin thì thử thử tự tin xem thế nào nha. Làm lại cái nhịp nãy giờ là cho cái đoạn cuối ấy, đoạn vừa hăng ấy là anh đi đúng nhạc rồi. Nó chỉ khác lúc đầu là đến cho anh vô kèo nhịp thôi. Nếu chưa có anh vẫn để đến theo bên này thì anh tự đi được không, thử theo cái đúng nhạc này. Tốc độ như vậy ấy. Làm đại đi, cứ làm đại tại đúng cái tay thì nghe nó có khoảng lạ rồi. Cứ làm đại đi, không cần chuẩn bị. Ví dụ 1, 2, 3, 4 nha. 1, 2, 3, 4 Trên trái nó vô luôn rồi, không có sợ sai. Cứ làm đại nó vô. Không khá đầu quá, cũng không có luôn tận rồi. Hãy giữ chậm thôi, chỉ có chậm gì thôi. Và nếu đến là một phần mặt tôi đều đi quen từ cái âm nhạc và đến quen sẽ tự đi được. 2, 3, 1, 2, cha 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 2, 2, cha 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 3, 2, cha 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 4, 2, cha 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 5, 2, cha 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 6, 2, cha 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 1, 2, cha 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 2, 2, cha 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 3, 2, cha 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 4, 2, cha 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 5, 2, cha 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 6, 2, cha 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 1, 2, cha 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 2, 2, cha 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 3, 2, cha 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 4, 2, cha 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 5, 2, cha 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 thôi. Được chưa? Ok ha. Tạm thời đến đây âm nhiều cái gì cũng không. Từ những thực tế mình anh sẽ cảm thụ được à cái tốc độ như thế nào. Rồi anh coi mẫu này. Vì sao là cho các anh cầm cái đấy trước? Vì là dễ tới bài, tiếp xúc bài nó dễ hơn. Tại vì cái tốc độ chúng ta để cảm âm đến nhịp nó khó để áp dụng trong cái bài. Chúng ta cần tập cái tại chỗ như vậy. Rồi coi mẫu nó tại vì sao nhé. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
Chào chào chào, hai hai chào chào chào, vậy đó.